chào quý vị đã theo dõi chương mục Nói Gì Hôm Nay. Các bạn thấy đấy, chị Thanh Mai nhà ta hôm nay bắt bí hiếu. Mùa thu đến ai cũng trông đợi lá vàng rơi, hoa cúc nở vàng. Tự nhiên chị hỏi có món ăn gì liên quan tới mùa thu không? Cái này hơi khó nhưng không sao, có sư phụ cô Hiếu rồi, có cô Cẩm Vân cứu bồ. Chào cô. Chào Hiếu. Dạ cô ơi, người đẹp Thanh Mai ở phòng khách tự nhiên bắt bí Hiếu, hỏi Hiếu là có món ăn nào liên quan tới mùa thu để tư vấn cho chị em phụ nữ một món ăn đặc trưng nào đó. Món chán nhồi thịt. Cái nguyên vật liệu sẽ gồm có 300 gram chám đen. Dạ. Chám đen nhé. Quả chám đen. Ừ, dạ. Quả chám đen. 50 gram thịt xay. 50 gram giò sống. 10 tai nấm hương. Gia vị đi kèm sẽ gồm một ít nước mắm ngon, tí hạt tiêu, muối. Và để tăng thêm cái hương vị của món ăn này, chúng ta sẽ dùng một ít hạt nêm từ nấm và rong biển. Bây giờ Hiếu thấy đấy, có chám, có thịt, có giò, có nấm rồi, thì cô Vân lại đang có một nồi nước sôi. Thế thì để làm được cái quả chám này cho nó mềm á, nó là cả một cái công đoạn rất là khó. Cô Vân chưa kể nói rằng là nó vừa khó mà phải là vừa khéo nữa. Để cho Hiếu này và các bà nội trợ có thể thực hiện được món này rất là chuẩn đấy, thì cô nói trước là mình lấy 3 bát nước. 3 bát nước nhá. Mình nấu cho sôi, sau đấy là mình đong một bát nước lạnh, mình cho vào. Như vậy là mặc dù nấu nước sôi nhưng khi cho quả chám vào thì nước không được sôi mà cũng không phải là nước nguội. Không phải là nước nguội. Mà nếu mà nước ấm ấm, nếu bây giờ cô nói nước ấm ấm thì ấm cỡ nào là đủ. Thôi thì cô làm cái cách đo như thế cho nhanh. Thế bây giờ mình đúng thôi. Thế mình sẽ cho vào đây nhá, 2 thìa muối. Rồi, thế quả chám này đó, trước khi mà mình cho vào đây thì mình sẽ có một cái giá vo gạo đấy. Hiếu cho vào, Hiếu mới vò một tí này để cho nó bớt những cái phấn bám ở bên ngoài. Rồi thế bây giờ cô Vân sẽ cho vào đây. Thì cái công đoạn này không gọi là luộc Hiếu ạ. Công đoạn này gọi là om. Thế bây giờ mình mới đậy lại nhá. Hiếu kệ nó. Mình đậy lại. Thế rồi mình sẽ om khoảng 2 tiếng. Sau 2 tiếng á thì là cái này nó nguội rồi. Mình quên nó đi luôn. Tức là mình om tối đa là 2 tiếng là mình đã có thể mình sử dụng được rồi. Nhưng mà nếu mà Hiếu lấy ngay ra Hiếu ăn thì sẽ không ngon. Hiếu lại tiếp tục cứ đậy nắp này, Hiếu để cho đến buổi chiều. Sáng làm, chiều bắt đầu lấy ra thì quả chám nó rất ngon. Trước tiên á, là cô Vân sẽ cho thịt vào đây. Dạ. Cô Vân cho giò sống vào đây. Bây giờ cô cho vào đây một ít tiêu nhé. Dạ. Đây, ít nước mắm. Như vậy là cái công đoạn này mình vừa kết hợp trộn thịt với lại chả mà mình nêm gia vị luôn hả con? Vậy tới lúc mà mình chế biến xong mình đâu có cần chấm với nước chấm gì hoặc là nêm nếm lại không con? Đây nhá, cô chỉ cho một ít nước mắm thế này thôi. Để dậy mùi thơm lên. Đúng, một ít thôi. Tại vì nhiều quá có thể là sẽ bị chua. Nửa thìa hạt nêm từ nấm và rong biển. Rồi, bây giờ Hiếu sẽ dùng đôi đũa. Hiếu khuấy cho nó đều. Trộn xong rồi mình quậy cho nó đều. Thế trong khi mà Hiếu làm cái đấy thì cô Vân sẽ chỉ cho Hiếu cái cách mà mình lấy chám nhé. Đây bây giờ này Hiếu nhìn nhá, quả chám nó đã mềm. Cô Vân lấy con dao, cô Vân tách ra. Nếu mình không biết tách, mình nghĩ rằng tách tức là mình phải đẩy nó ra thì quả chám nó sẽ bị vỡ. Bây giờ đây, Hiếu cắt thế này. Hiếu lấy tay Hiếu bóp ở hai đầu. Thấy không? Tắt cái hộp ra thôi, nhiệm vụ là lấy cái hộp ra thôi đúng không con? Nhiệm vụ đây. Thế mình lấy con dao mình đẩy nhẹ cái này ra. Cái vị của quả chám nó béo đặc béo biệt, bùi bùi. Hay là nó có công dụng gì nữa mà tất cả các món ăn đều có thể nấu với chám con? Đặc tính của nó sẽ là gì? Nó sẽ là giải nhiệt, tan đờm nhá. Giải độc. Giải nhiệt là thường là giải độc. Tan đờm và nói nhỏ cái này Hiếu sẽ rất thích đây. Giải rượu luôn đấy. Rồi. Cái nấm hương này đó Hiếu ạ, mình sẽ phải cắt thật nhuyễn, trộn lại một lần nữa. Dạ. Rồi, Hiếu tiếp tục xíu trộn. Dạ, Hiếu tiếp tục trộn đi. Hiếu xoay nhanh thì nhanh. Rồi, thế sau khi mình trộn xong đó, thì mình sẽ lấy cái thịt này, mình sẽ nhồi vào trong quả chám. Dạ. Hiếu mới lấy đôi đũa, rất ít thôi. Này, Hiếu mới cho vào đây. Đấy, dùng cái đũa nhét thật khéo. Đừng để nó dính xung quanh. Ít thôi. Thế mình cho vào vừa vừa thôi. Cái mình lấy tay mình ấn nhẹ vào thế này. Đúng nhá, yêu không? Nếu mà mình thích ăn hành, mình vẫn có thể cho hành vào trong quả chám này. Mình cho hành củ tím á.
hành ta mình băm ra, hành ta đúng. Thế nhưng mà nếu cho hành ta thì mình sẽ không được cho nấm hương, tại vì nếu cho hành ta mà cho nấm hương thì mùi hành sẽ át đi mùi nấm, sẽ mất ngon. Cô cũng đã chuẩn bị cho Hiếu một đĩa sẵn đây rồi. Yeah. Mình cũng đã có một cái sừng hấp rồi nhá. À, món này mình chỉ hấp thôi hả cô? À, hấp thôi. Hấp bằng hơi nước thôi. Chỉ có hấp bằng hơi nước thôi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ mở sừng ra. Rồi. Cô sẽ đặt ở đây. Rồi, đẩy hấp lại. Chám đã được om chín rồi. Yeah. Thế xong bây giờ mình chỉ còn đợi giò sống với thịt thôi. Yeah. Mà giò sống thì Hiếu biết rằng rất nhanh chín. Thịt thì chỉ cũng có một tẹo thôi, chúng ta hấp khoảng 5 phút thì cô Vân nghĩ là chín. Yeah. Trong khi mà đợi chám nó chín á thì Hiếu cho cô Vân xin cái đĩa. Yeah. Ừ. Công việc trang trí phải không con? Đúng rồi. Yeah. Mình cho vào một tí tẹo. Thì thật ra là chám thì nó là màu đen, thế mình kiếm tí cà rốt đỏ đỏ. Yeah. Cô có thấy là hình như quả chám nở ra và thịt bắt đầu chín rồi con. Chín rồi, thế bây giờ cô tắt bếp Hiếu lấy nhá. Dạ. Lấy nắp ra đi. Dạ, mở nắp ra. Ừ. Rồi, khói bốc nghi ngút. Rồi, thế bây giờ mình sẽ chỉ có mỗi một việc thôi, là mình sẽ gắp quả chám vào đây. À. Ừ. Chút cả đĩa thì nó sẽ rơi cả cái nước vào trong này. À, vẫn có cái mùi thơm đặc trưng của quả chám. Đúng rồi, nó hơi nồng nàn, mùi hăng hăng.